Lần đầu tiên thuộc địa phương mình xem biểu diễn mổ cá ngừ đại dương ngay tại bàn ăn mà em cá là rất là to nữa. Đã vậy còn thưởng thức phần thịt thơm ngon của em nó ngay sau khi chế biến luôn. Chưa hết đâu, vừa ăn mà lại còn vừa thưởng thức được một cái roadshow đàn đá vô cùng là đặc biệt. Thì chỉ có ở Canary Garden thôi. Và hôm nay là để ăn cùng thuộc địa phương nha. Nói thiệt, chỗ đi lên khu vực buffet mà có cần đẹp như vậy không? Quá trời là hoa luôn. Khu vực buffet ở đây sẽ là không gian mở ngoài trời. Chưa hết đâu, lên tới đây thì mọi người còn có thể ngắm được view Hòn Yến nữa. Cảnh đẹp thôi là chưa đủ, xem thử là đồ ăn sẽ như thế nào nha. Tổng số lượng buffet có trên bài like là 40 món. Em cá ngừ mà ngày hôm đó được trình diễn á là cá ngừ vây vàng, tổng trọng lượng là 55 kg. Nó là một bữa đi ăn vô cùng mãn nhãn đối với mình. Sao mình cho nó là mãn nhãn? Tại vì lúc chứng kiến cái màn trình diễn mổ cá ngừ này, cái đường dây của anh đầu bếp ấy, đi tới đâu là đã mắt tới đó, đưa ra những thế thịt cá ngừ tươi ngon, thịt cá ra tới đâu thì sẽ chế biến và trình bày lên quầy like ngay lúc đó luôn. Như em này là cá ngừ phi lê mù tạt. Mình là một đứa không ăn được đồ sống á, nhưng mà khi thử phần thịt của em này thì mình thấy rất là ổn, tại vì phần thịt nó rất là tươi, ăn vào sẽ cảm thấy rõ vị ngọt của thịt luôn. Để đến với một bữa buffet hải sản thì chắc chắn không thể nào bỏ qua nhân vật chính là các món có cá ngừ và hải sản nữa. Rồi, quay trở lại với tiêu chí đi ăn buffet của thổ địa Phú Yên là lấy vừa đủ để ăn thôi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể nào thiếu những món ngon được, đặc biệt là các món liên quan tới cá ngừ. Đa dạng từ phi lê đến sushi hay là các món nấu chín. Từ cá ngừ phi lê sốt mồ tạt, xà lách cá ngừ cocktail nè, hay là cá ngừ áp chảo sốt bơ chanh. Rồi các loại sushi cá ngừ, nói chung là văng văng may may. Và giờ cùng mình nhập tiệc nè. Em đầu tiên là cá ngừ phi lê sốt mù tạt. Mà tại vì mình không ăn được mù tạt mà mình ăn thử với một loại nước chấm khác thì quả rất là ok loa luôn. Cá thì ngọt và mềm nữa, vì được chế biến ngay tại chỗ nên đảm bảo được cái độ tươi của cá. Nhân vật tiếp theo á là cá ngừ lúc lắc lạc rang. Mỗi thứ thịt cá thì sẽ được cắt to vừa phải nè, nước sốt thì đậm đà và hơi hăng nhẹ của mũi ốc chuông, thịt cá thì mềm và ngọt. Các món nướng ngoài tôm và mực ra thì còn cá nai nướng, bê nướng, gà nướng và hàu nướng nữa. 40 món trên quầy like thì đảm bảo với mọi người rằng là món nào món nấy đều chất lượng nha. Ở đâu buổi buffet thì mọi người được xem trình diễn bộ cá ngừ đại dương rồi ha. Nhưng mà sau đó thì mọi người vừa ăn sẽ được còn vừa thưởng thức một roadshow đàn đá như thế này nữa. Khung giờ buffet ở đây sẽ bắt đầu từ 18 giờ cho đến 21 giờ. Hiện tại thì đang có chương trình ưu đãi trong giá với buffet chỉ 499 cành. Vừa thưởng thức buffet hải sản thượng hạng, thưởng thức roadshow đàn đá, mọi người còn miễn phí đưa đón tại nội thành thành phố Tuy Hòa, miễn phí bia và miễn phí tham quan vườn tự do. Chương trình sẽ áp dụng đến hết tháng 5 này nha. Còn chần chừ gì nữa mà không, đến nhanh Canary Garden thôi.